Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6, Công an huyện Tiên Lữ đã liên tiếp triệt phá các vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại các xã Thủ Sĩ, Trùng Dũng, Thiện Phiến, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 2,6 gam heroin và methamphetamine. Cụ thể, tại địa bàn hai xã Thủ Sĩ và Thiện Phiến, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Đoàn Văn Quyết sinh năm 1989, trú tại thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, Trần Văn Kiên sinh năm 1978, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Tân Hưng, Trần Văn Trưởng sinh năm 1996, trú tại xã Hồng Nam và Đặng Văn Khôi sinh năm 1972, trú tại xã Phương Triều, đều ở thành phố Hưng Yên. Các đối tượng bị bắt giữ khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, 2 trong số 5 vụ việc được lực lượng công an xã phát hiện và bắt giữ.